Nữ ca sĩ Hari Won vừa cho ra mắt ca khúc mới mang tên Như Anh Đã Mong Chờ tối ngày 10 tháng 11, đánh dấu màn trở lại của cô ở đường đua V-pop sau gần một năm. Giang Sâu Việt cũng đến chúc mừng Hari như nghệ sĩ Lê Giang, Trúc Nhân, Tuấn Trần, Nam Thư, Thiệu Bảo Trâm, Thúy Ngân, v.v. Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ người Hàn Quốc Shinto. Ca sĩ Trịnh Thăng Bình viết lời. Phần MV do đạo diễn Lee Sang Dok thực hiện. Nam chính do diễn viên Kim Jae đảm nhận. Ca khúc Như Anh Đã Mong Chờ thuộc thể loại ballad nhưng không mang màu sắc ủy mị, u buồn. Trái lại, bài hát được hòa âm phối khí trẻ trung, sôi động và đậm chất Hàn Quốc. Đối với Hari Won, đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp. MV chính thức được phát hành song song ở cả hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Cô cũng không giấu giếm tham vọng phát triển sự nghiệp tại thị trường Hàn Quốc trong tương lai gần. Được hoạt động song song ở hai quốc gia là ước mơ lớn nhất của Hari Won. Nữ ca sĩ tâm sự, Hari rất cố gắng học để phát âm tốt tiếng Việt. Để hát giống người Việt 100% thì chưa thể, nhưng Hari mong muốn khán giả cảm nhận được phát âm hiện tại của mình đã tốt nhiều so với các sản phẩm trước đây rồi. Em muốn là lần này là nó một cái gì đó, một cái ý nghĩa đối với em, là vừa là ra của phiên bản tiếng Việt mà vừa là ra phiên bản tiếng Hàn Quốc luôn, để em muốn là kiểu như là em cũng muốn có cái sự chuyên nghiệp và có những cái mà em cảm thấy là em tự thích về bản thân em sẽ tự hào về bản thân em, thì em muốn như vậy để cho nó, em cũng muốn mở một cái con đường nghệ thuật bên Hàn Quốc nữa. Thì ngoài âm nhạc thì em cũng nghĩ tới cái những cái chuyện là muốn làm diễn viên bên Hàn Quốc nữa, thì em muốn là đây sẽ là một cái con đường mở cho em, và em muốn là sau này thì cũng sẽ tiếp tục, em sẽ ra những cái sản phẩm âm nhạc. Một khi em ra thì em sẽ cũng ra những cái kiểu như là phát hành tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.